Kinh Đại Bảo Tích Quyển 99 Hán dịch đời Nguyên Ngụy Tâm tại Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa Pháp Hội 32 Bồ Tát Vô Ý Đức. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Bà Già Bà ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Sa Quốc cùng 500 tỳ kheo đều đến hội họp. Các Đại Bồ Tát vô lượng vô biên có 8.000 Đại Bồ Tát làm thượng thủ, đều được Tam Muội và Đà La Ni khả nhập ba môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Các thần thông thiện xảo được vô sinh pháp nhẫn, danh hiệu các vị là Bồ Tát Di Lâu, Bồ Tát Đại Di Lâu, Bồ Tát Thường Nhập Định, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Thường Hỷ Căn, Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát Bảo Tướng, Bồ Tát La Hầu, Bồ Tát Thích Thiên, Bồ Tát Thắng Ý, Bồ Tát Tăng Thượng Ý. Có 8.000 Đại Bồ Tát như vậy đều làm thượng thủ. Đức Thế Tôn ở thành Vương Xá được nhà vua và các vương tử, Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ tôn trọng tán thán cúng dường. Đức Thế Tôn có đủ vô lượng 100.000 vạn chúng cung kính vây quanh mà vì họ thuyết pháp. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Đại Ca Diếp, Tôn giả Tu Bồ Đề, Tôn giả Phố Lô Na, Tôn giả Di Đà La Ni Tử, Tôn giả Ly Bà Đa, Tôn giả A Thấp Bà, Tôn giả U Bà Ly, Tôn giả La Hồ La, Tôn giả A Nan, vô lượng các đại thanh văn như vậy, buổi sáng chỉnh y cầm bát vào thành Vương Xá, đến từng nhà đúng như pháp mà cất thực, không có chuyện gì khác, lần lần đi đến trước cung điện của vua A Xà Thế, còn đứng yên lặng, chẳng nói khất thực hay chẳng khất thực. Vua A Xà Thế có người con gái tên Vô Ý Đức, đoan chánh xinh đẹp vô song, thành tựu công đức tối thắng thù diệu, mới 12 tuổi mang quốc màu vàng, mặc quốc báu bằng vàng. Đang ngồi trên cung lầu thấy các thanh văn mà chẳng đứng dậy, vẫn yên lặng ngồi tại chỗ. Vua A Xà Thế thấy vậy mới bảo rằng, con chẳng thấy các vị ấy là đệ tử thượng túc của Đức Thích Ca Như Lai. Các vị đã thành tựu đại pháp làm phước điền cho thế gian, vì thương chúng sinh mà các vị đi khất thực. Nay con được thấy các vị, sao con chẳng đứng dậy nghênh đón lễ kính hay hỏi han, lại chẳng nhường chỗ ngồi. Con thấy sự gì mà chẳng đứng dậy nghênh tiếp? Vô Ý Đức tâu Phụ Vương, chẳng hay Phụ Vương có thấy, có nghe chuyện Luân Thánh Vương, thấy các tiểu vương mà đứng dậy nghênh tiếp chăng? Vua Xà Thế nói, không dậy nghênh tiếp. Vô Ý Đức lại tâu, Phụ Vương có thấy, có nghe lúc sư tử chúa của muôn thú, thấy các loài chồn hoang liền đứng dậy nghênh tiếp chăng? Vua Xà Thế nói, không có sự ấy. Vô Ý Đức lại tâu, Phụ Vương có thấy, có nghe vua trời đế thích nghênh tiếp chư thiên tử, vua đại phạm thiên lễ kính thiên chúng chăng? Vua Xà Thế nói, không có sự ấy. Vô Ý Đức lại tâu, Phụ Vương có thấy, có nghe thần biển lớn là kính các thần sông thần ao chăng? Vua Xà Thế nói, không có sự ấy. Vô Ý Đức lại tâu, Phụ Vương có thấy, có nghe vua núi Tu Di lễ kính các vua núi khác chăng? Vua A Xà Thế đáp, không có sự ấy. Vô Ý Đức lại tâu, Phụ Vương có thấy, có nghe thần mặt trăng, mặt trời là kính côn trùng đom đóm chăng? Vua A Xà Thế nói, không có sự ấy. Vô Ý Đức tâu, Phụ Vương nên biết, Bồ Tát phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề, thực hiện đại từ bi, sao lại là kính hàng thanh văn rồi lìa tâm đại bi? Đâu có sư tử vương Bồ Tát cầu đạo vô thượng chánh chân chánh giác là lễ các chồn hoang tiểu thừa. Đâu có Bồ Tát đã cầu đạo đại phạm thanh tịnh, tiến lên vô thượng Bồ Đề, là nên thân cận hàng thanh văn, căn lành kém ít. Đâu có người muốn đến biển lớn đại trí, muốn cầu khéo biết khối đại pháp, mà lại còn cầu giấu chân trâu, vì hàng thanh văn nghe âm thanh từ nơi người khác. Đâu có người muốn đến núi Phật Tu Di để cầu sắc thân vô biên của Như Lai, mà lại cầu sức không tam muội trong hạt cải của hàng thanh văn mà đi lễ họ. Đâu có người để được nghe công đức trí tuệ của chư Phật như Nhật, Nguyệt Quang là lời kính hàng thanh văn để cầu lửa đom đóm. Vì hàng thanh văn chỉ có thể tự lợi, tự soi từ người khác, nghe âm thanh mà được như vậy. Tâu Phụ Vương, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, còn chẳng lẽ kính hàng thanh văn huống là nay Đức Thế Tôn còn tại thế gian? Vì sao? Vì nếu người nào thân cận hàng thanh văn, tất phát tâm thanh văn. Người nào thân cận hàng chuyên giác, tất phát tâm chuyên giác. Có ai gần gũi đấng chánh chân chánh giác, tất phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nói xong, Vô Ý Đức
liền dùng kệ to với phụ vương A-xà-thế. Ví như người đến biển mà lấy một đồng tiền, con thấy cũng như vậy. Sở hành cũng như thế. Đến biển đại pháp rồi, bỏ khối báu đại thừa mà khởi tâm hẹp kém tu hành đạo tiểu thừa. Nhưng người thân cận vua xuất nhập không chướng ngại, theo vua xin một tiền, uổng phí được gần vua, cung kính gần luôn vương, xin của vật trăm ngàn, giúp vô thượng kẻ nghèo. Đây là khéo gần vua. Như người xin một tiền, thanh văn cũng như vậy, chẳng cầu chân giải thoát mà lấy tiểu niết bàn, đã khởi tâm hẹp kém, tư lợi không tự tha. Giống như thầy thuốc nhỏ, chỉ hay trị thân mình, ví như đại y phương, trị bệnh rất nhiều người, khéo sinh lòng từ bi, được cung kính danh tiếng. Y sư được lợi thế, vì được biết phương thuốc, từ độ chẳng độ tha, người trí không cung kính, như y phương thiện xảo, thông đạt các phương thuốc, cứu vô lượng ngàn ức, các chúng sinh bệnh khổ. Y vương được thế gian, cung kính và danh tiếng, người phát tâm bồ đề, khắp trị bệnh phiền não, như rừng tỳ ma kia, hoa hương bóng chẳng tốt, thanh văn như tỳ ma, chẳng phát tâm cứu thế. Như chỗ thọ phương lớn, nhiều người được lợi ích, các bồ tát cũng vậy, hay lợi ích mọi người, chẳng dùng nắng mùa thu, hay cạn dòng nước nhỏ, đến tại biển cả rồi, hay chứa vô lượng chúng, đào thanh văn kém hẹp, dường như dấu chân trâu, chẳng dứt được tất cả, phiền não của chúng sinh, chẳng phải lên núi nhỏ, mà hiện thân kim sắc, chỉ lên núi Tu Di, đều thấy thân kim sắc, nên biết các Bồ Tát, cũng như núi Tu Di, do Bồ Tát trụ thế, thế gian được giải thoát, đều là một sắc thân, đầy đủ nhất thiết trí, trí thanh văn chẳng bậy, dường như sương buổi sáng, chẳng lợi được cho người cho đời, vì họ chẳng chứng pháp, như mưa lớn tăng trưởng, lợi ích vô lượng loài, thanh văn như sương mai, Bồ Tát như mưa lớn, thân cận được đại pháp, sức như sức biển nhận nhiều. Như hoa héo ném bỏ, không còn hương thơm đẹp, mọi người chẳng thích nó, chỉ ưa hoa chim bạc. Như cầu hoa sen xanh, đẹp thơm rất kỳ diệu, hoa bỏ như thanh văn, trí hẹp chẳng lợi người. Như hoa chim bạc kia, Bồ Tát cũng như vậy, vì thương mến chúng sinh hay hóa độ chúng sinh. Phổ vương có từng biết, gì là đại kỳ đặc, một người tại đồng hoang, lợi ích nhiều người vậy, nếu muốn an ổn tốt, độ vô lượng chúng sinh, phải phát tâm bồ đề, chớ theo đạo tiểu thừa, trong thế gian đồng hoang, hay cứu chúng lạc đường, như nhà hướng đạo kia, Bồ Tát cũng như vậy. Phổ vương có từng thấy, bè nhỏ qua biển lớn, chỉ ngồi thuyền to lớn, hay đưa vô lượng chúng, thanh văn là bè nhỏ, Bồ Tát như thuyền to, tu pháp đạo xong rồi, khiến vượt biển đói khát. Phụ vương có từng thấy, cởi lừa ra chiến trận, chỉ thấy ngồi voi ngựa, chiến đấu mà đắc thắng, thanh văn như xe lửa, Bồ Tát như long tượng, hàng ma ngồi đạo thọ, độ vô lượng chúng sinh, như hư không giữa đêm, chẳng thấy tinh tú hiện, ví trăng tròn sáng rỡ, chiếu khắp châu diêm phù, thanh văn như tinh tú, Bồ Tát như trăng tròn, vì thương mến chúng sinh, thì hiện đạo niết bàn. Lửa sáng đom đóm kia không thể dùng làm việc trời trăng chiếu diêm phù, làm được mọi sự việc, thanh văn như lửa đóm chẳng được lợi ích nhiều, và có sáng giải thoát, thương xót các chúng sinh, tiếng trồn hoang kêu la chẳng là muôn thú sợ, chỉ có sư tử chúa gầm lên chim bay rớt, nên biết hàng thanh văn không phát tâm bồ đề, chẳng vì lợi chúng sinh, trừ tất cả phiền não. Vì thấy biết như vậy, chẳng phát tâm thanh văn, đã phát tâm lớn rồi, sao lại còn khởi nhỏ? Lại được thân người tốt, nên phát tâm vô thượng, cứu độ tất cả chúng, vứt bỏ đạo tiểu thừa, khéo được thân thế gian, lại được lợi thế gian, khéo đến tại thế gian, mà phát tâm vô thượng, mong cầu đạo vô thượng, cứu độ các chúng sinh, hay tự lợi lợi tha, người này đáng được khen, cũng được đời tôn trọng, và được đạo cứu cánh, vì thế hôm nay con chẳng lễ kính thanh văn. Vua A-xà-thế bảo Vô Ý Đức, con đại ngã mạn, sao lại thấy đại thanh văn lại chẳng phụng nghênh? Vô Ý Đức tâu, phổ vương chớ bảo như vậy,
Phụ vương cũng ngã mạn, sao phụ vương chẳng phụng nghênh những người nghèo cùng trong thành vương xá này? Vua nói, họ chẳng đồng hàng với ta, sao ta lại phụng nghênh? Vô ý đức tâu, hàng Bồ Tát mới phát tâm cũng như vậy, tất cả thanh văn và chuyên giác chẳng đồng hàng. Vua nói, con lẽ nào không thấy các Bồ Tát lễ kính tất cả chúng sinh ư? Vô ý đức nói, Bồ Tát vì độ các chúng sinh kiêu mạn não hại, khiến họ phát khởi tâm hồi hướng đại đạo, nên là kính tất cả chúng sinh. Vì tăng trưởng căn lành cho các chúng sinh, mà Bồ Tát lễ kính, nhân nay chư thanh văn không tâm sân hận, là cũng chẳng tăng trưởng căn lành được. Dù trăm ngàn chư Phật vì họ mà nói diệu pháp, nhưng nơi giới định tuệ, họ đã được vẫn không tăng thêm. Thanh văn như khối lưu ly, Bồ Tát như chiếc bình bẩu lớn. Bình nếu đã đầy lúc trời mưa, không chứa thêm được một giọt. Cũng vậy, dù trăm ngàn chư Phật vì hàng thanh văn nói diệu pháp, họ cũng chẳng được lợi ích, chẳng tăng thêm giới định tuệ. Họ chẳng thể làm cho chúng sinh phát tâm đến nhất thiết trí. Ví như biển lớn có thể nhận nước của tất cả sông và mưa mây. Tại sao? Vì biển lớn là cái bình vô lượng. Các đại Bồ Tát lúc chuyển thuyết pháp, từ chỗ người được nghe, được phước lợi lớn, tăng trưởng tất cả các căn lành. Vì sao các Bồ Tát là chiếc bình giảng thuyết vô biên vậy? Vua A Xà Thế nghe Vô Ý Đức nói những lời trên thì im lặng ngồi yên. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất tự nghĩ, Vô Ý Đức này được đại biện tài có thể giảng thuyết vô tận như vậy. Này ta đến hỏi nàng ít lời xem nàng có đắc nhẫn chăng? Tôn giả liền đến hỏi Vô Ý Đức. Nay cô ăn trụ thanh văn thừa ư? Đáp, không ạ. Hỏi, nay cô ăn trụ duyên giác thừa ư? Đáp, không ạ. Hỏi, nay cô ăn trụ đại thừa ư? Đáp, không ạ. Hỏi, nếu như vậy thì cô ăn trụ thừa nào mà có thể như tiếng rống sư tử? Đáp, giả sử nay tôi có thể ăn trụ thì tất chẳng thể làm sư tử rống. Do tôi không chỗ trụ nên tôi có thể làm sư tử rống. Nhưng Xá Lợi Phất nói, ăn trụ thừa nào? Như pháp được ngài chứng đắc, pháp ấy sao lại có thừa sai khác ư? Là thanh văn thừa, là duyên giác thừa, là đại thừa. Tôn giả Xá Lợi Phất nói, con nghe tôi nói, pháp tôi được chứng không có tướng thừa, chẳng phải thừa sai khác, vì là nhất tướng, nghĩa là vô tướng vậy. Vô Ý Đức hỏi, nếu pháp vô tướng thì cầu thế nào được? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, pháp chư Phật cùng pháp phàm phu có tướng thắng phụ sai biệt gì? Vô Ý Đức nói, không và tịch tỉnh có sai biệt gì? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, không có sai biệt. Vô Ý Đức nói, như không và tịch tỉnh không có tướng sai biệt, pháp chư Phật cùng pháp phàm phu không có tướng thắng phụ sai biệt, là như hư không hay thọ các sắc mà không có sai biệt, pháp chư Phật cùng pháp phàm phu không có tướng sai biệt, cũng không có dị tướng. Bây giờ Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với Vô Ý Đức, cô thấy Phật pháp cùng thanh văn pháp có sai khác gì? Mà nay cô thấy hàng đại thanh văn, cô chẳng khởi dậy tiếp đón, chẳng nhường giường ghế. Đồng nữ Vô Ý Đức đáp lời Tôn giả Mục Kiền Liên, giả sử tinh tú đầy trời cũng chẳng chiếu sáng thế gian, hàng thanh văn cũng vậy, vì lúc nhập định mới có trí thấy biết, lúc chẳng nhập định thì không hay biết. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, nếu chẳng nhập định thì chẳng biết được tâm chúng sinh. Vô Ý Đức nói, Đức Phật chẳng nhập định mà có thể ở trong hàng hà sa thế giới, từ chỗ nên mà thuyết pháp độ các chúng sinh, vì khéo biết tâm họ, đây là thắng sự của chư Phật Như Lai. Hàng thanh văn như tinh tú ánh sáng kém yếu, làm sao so sánh được. Lại nữa, thưa Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tất cả thanh văn có ai biết được bao nhiêu thế giới thành, bao nhiêu thế giới hoại chăng? Mục Kiền Liên đáp, chẳng biết được. Đồng nữ hỏi, hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chư Phật đã nhập Niết Bàn, bao nhiêu chư Phật vị lai sẽ nhập và bao nhiêu chư Phật hiện tại đã nhập Niết Bàn chăng? Mục Kiền Liên đáp, chẳng biết được. Đồng nữ hỏi, hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chúng sinh nhiều tham dục, bao nhiêu chúng sinh nhiều sân hận, bao nhiêu chúng sinh nhiều ngu si và bao nhiêu chúng sinh nhiều đẳng phần chăng? Mục Kiền Liên đáp, chẳng biết được. Đồng nữ hỏi, hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chúng sinh thọ thanh văn thừa, bao nhiêu chúng sinh thọ chuyên giác thừa và bao nhiêu chúng sinh thọ Phật thừa chăng? Mục Kiền Liên đáp, chẳng biết được. Đồng nữ hỏi,
Hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chúng sinh được thanh văn độ, bao nhiêu chúng sinh được chuyên giác độ và bao nhiêu chúng sinh được chư Phật độ chăng? Mục Kiền Liên đáp, chẳng biết được. Đồng nữ hỏi, hàng thanh văn có ai biết được bao nhiêu chúng sinh tại định tụ bậc chánh kiến này, có biết có bao nhiêu chúng sinh tại tà định tụ chăng? Mục Kiền Liên đáp, chẳng biết được. Vô Ý Đức nói với tôn giả Mục Kiền Liên, này Đại Mục Kiền Liên, chỉ có Đức Như Lai chánh chân chánh giác khéo biết như thật chúng sinh giới, mà vì họ thuyết pháp sự việc như vậy chẳng phải cảnh giới thanh văn duyên giác, huống là các chúng sinh khác, nên biết đây là sự việc thù thắng của Đức Như Lai. Vì Đức Như Lai có đủ nhất thiết trí, tất cả thanh văn và duyên giác không có được. Thưa Đại Mục Kiền Liên, Đức Thế Tôn thọ ký, Ngài là thần thông đệ nhất, thần thông của Ngài có thể đến thế giới hương tượng, biết trong thế giới ấy tất cả các cây đều sản xuất hương chiên đàn, thượng diệu chăng? Tôn giả đáp, này tôi mới được nghe tên thế giới ấy thì làm sao có thể đến đó được? Đức Phật tại đó hiệu là gì? Vô Ý Đức nói, Đức Phật hiệu phóng hương quang minh Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, trụ tại thế giới ấy thuyết pháp. Tôn giả hỏi, làm thế nào được thấy Đức Phật ấy? Vô Ý Đức chẳng rời chỗ ngồi, chẳng động oai nghi, mà thề nguyện rằng, nếu Bồ Tát lúc mới phát tâm có thể hơn hàng thanh văn và chuyên giác, nguyện Đức phóng hương quang minh Như Lai hiện thân nơi đây, còn khiến hàng thanh văn chuyên giác thấy thế giới, hương tượng và ngửi mùi cây hương chiên đàn thượng diệu. Vô Ý Đức phát thệ nguyện xong, Đức phóng hương quang minh Như Lai từ nơi thân phóng quang. Do Đức Phật ấy phóng quang, nên chư thanh văn đây đều được thấy thế giới hương tượng, và Đức Phật có chúng Bồ Tát vây quanh, lý báu che chăn. Đức Phật ấy vì chúng mà thuyết pháp, do thần lực của Đức Phật ấy, nên đại chúng đây còn được ngửi hơi hương chiên đàn thượng diệu của cây ở thế giới. Bây giờ Đức Phật phóng hương quang minh nói rằng, đúng như vậy, như lời nói của Vô Ý Đức, Bồ Tát lúc mới phát tâm đã hơn cảnh giới hàng thanh văn và duyên giác. Lúc ấy tại núi Kỳ Sa Quật, Bồ Tát Di Lặc bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, hương thơm vi diệu này từ đâu đến? Đức Phật nói, này Di Lặc, Vô Ý Đức cùng chư thanh văn luận nghị như pháp và phát thệ nguyện, Đức phóng hương quang minh, dùng thần lực hiện thân và thế giới hương tượng cùng hơi hương cây chiên đàn, nên mùi hương thượng diệu ấy khắp cõi tam thiên đại thiên này. Vô Ý Đức bảo tôn giả Đại Mục Kiền Liên, nếu đã thấy các công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn như vậy, mà còn có thể phát tâm thanh văn tiểu thừa hẹp kém chỉ tự độ, thì nên biết là căn lành rất nhỏ ít. Ai là người đã thấy sự việc Bồ Tát thành tựu vô lượng công đức mà chẳng phát tâm vô thượng Bồ Đề? Ngài có biết thế giới hương tượng ấy cách đây bao nhiêu chăng? Tôn giả đáp, chẳng biết. Vô Ý Đức nói, Ngài dùng thần thông trải qua trăm ngàn kiếp cũng không thể biết, không thể thấy thế giới ấy. Như tất cả tre, lau, lùm, rừng, cõi này, làm con số không thể tính đếm, qua khỏi các Phật thế giới như số trên đây mới có thế giới hương tượng ấy. Bây giờ, Đức Phật ấy thâu nhiếp quang minh, thế giới hương tượng ấy và chúng Bồ Tát bỗng chẳng còn hiện. Tôn giả Đại Ca Diếp nói với Vô Ý Đức rằng, cô đã từng thấy thế giới hương tượng và Đức phóng hương quang minh Như Lai rồi, phải chăng? Vô Ý Đức nói, thưa Ngài Ca Diếp, Như Lai có thể thấy được chăng? Như lời Phật dạy, nếu dùng sắc thấy ta và dùng âm thanh cầu ta, người ấy đều hành đạo tà chẳng thấy được Như Lai. Vì thân chư Như Lai là pháp thân, pháp chẳng thấy nghe thì sao thấy nghe được? Tùy phương tiện nào mà chúng sinh thích hợp thì Phật vì họ mà thị hiện. Thân Phật không chướng ngại vì ăn trụ phương tiện. Nhưng Ngài Đại Ca Diếp hỏi, tôi có thấy Đức Phật và thế giới ấy chăng? Thưa Ngài Đại Ca Diếp, tôi thấy Đức Phật ấy chẳng phải thấy bằng nhục nhãn, vì chẳng phải là sắc được thấy bởi nhục nhãn, chẳng phải thấy bằng thiên nhãn, vì không có thọ, chẳng phải thấy bằng tuệ nhãn, vì rời lìa tưởng tướng, chẳng phải thấy bằng pháp nhãn, vì rời lìa các hành, chẳng phải thấy bằng Phật nhãn, vì rời lìa tức thấy vậy. Thưa Ngài Ca Diếp, tôi thấy Đức Như Lai cũng như chỗ thấy của Tôn giả Ca Diếp, vì đã diệt trừ tâm vô minh ái kiến vậy.
Thưa Ngài Đại Ca Diếp, tôi thấy Đức Phật ấy cũng như chỗ thấy của Tôn giả Đại Ca Diếp là cũng còn thấy ngã sở. Tôn giả nói, nếu pháp không hoàn toàn, tại sao phát khởi vô minh ái và tướng ngã sở? Vì tất cả chúng sinh chẳng thấy được vậy. Vô Ý Đức nói, thưa Ngài Đại Ca Diếp, tất cả pháp không có hẳn thì nó được thấy thế nào? Tôn giả nói, nếu tất cả Phật pháp cứu cánh là không có thì được thấy thế giới thấy thế nào? Vô Ý Đức nói, thưa Ngài Đại Ca Diếp, Ngài có thấy Phật pháp tăng trưởng nghĩa chăng? Tôn giả nói, tôi còn chẳng biết phàm phu pháp, huống nữa là Phật pháp. Vô Ý Đức nói, vì thế nên, thưa Ngài Đại Ca Diếp, pháp ấy chẳng thành tựu thì thế nào có đức nối mà người chẳng chứng kia thấy? Thưa Ngài Đại Ca Diếp, các pháp không có hẳn, việc này bày được, chẳng biện bày được. Vì thế nên tất cả pháp đều không. Nếu bản pháp không có thì thế nào thấy được pháp giới thanh tịnh ấy? Thưa Ngài Đại Ca Diếp, nếu ai muốn thấy tịnh pháp này của Như Lai, thì thiện nam, thiện nữ ấy phải tịnh tự tâm. Tôn giả hỏi Vô Ý Đức, thế nào khéo tịnh tự tâm? Vô Ý Đức nói, như tự thân chân như và tất cả pháp chân như, nếu tin nơi ấy chẳng tạo tác, chẳng quên mất, thế như vậy thì tự tâm thanh tịnh. Tôn giả hỏi, tự tâm lấy gì làm thể? Vô Ý Đức nói, lấy không làm thể. Nếu chứng không ấy thì tin tự thân không. Vì tin tự thân không nên tin chân như không, vì tất cả pháp tánh tịch tịnh vậy. Tôn giả hỏi, có theo Đức Phật nào nghe pháp như vậy mà được chánh kiến? Như Phật từng dạy, người phát chánh kiến có hai nhân duyên, một là nghe pháp nơi người, hai là tự tư duy trong nội tại. Vô Ý Đức nói, nhờ âm thanh ngoài mà có nghe, vì nghe âm thanh ngoài nên sau đó nội tư duy. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, Bồ Tát Đại Sĩ chẳng nhờ người nói, chẳng mượn âm thanh, sao lại bảo là an trụ nội tư duy? Tôn giả nói, vì cô theo pháp được nghe mà quan sát nên gọi là quán hạnh. Tôn giả lại hỏi Vô Ý Đức, thế nào là Bồ Tát tự nội tư duy? Vô Ý Đức nói, thưa Ngài Đại Ca Diếp, nếu cùng các Bồ Tát thuyết pháp đồng sự mà chẳng phát khởi tướng chúng sinh, Bồ Tát nội quán như vậy thì gọi là thành tựu nội quán. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, tất cả các pháp đầy đủ đoạn đầu, giữa, đốt sau, vì tất cả pháp lấy chân như làm thể, vì tất cả pháp hiện tại chân như thể vậy. Nếu quán như vậy, Bồ Tát này gọi là thành tựu nội quán. Tôn giả nói, quán trụ các pháp ấy thế nào? Vô Ý Đức nói, phải làm như chân như ấy, thấy không trói buộc, không giải thoát. Tôn giả nói, thấy thế nào thì gọi là chánh kiến? Vô Ý Đức nói, nếu xa lìa sự thấy hai bên, chẳng làm, chẳng phải, chẳng làm, thấy mà chẳng thấy, như vậy thì gọi là chánh kiến. Thưa Ngài Đại Ca Diếp, pháp ấy chỉ có danh tự, mà vì lìa danh tự thì vĩnh viễn chẳng chứng. Tôn giả lại hỏi, thế nào được tự thấy? Vô Ý Đức nói, như chỗ thấy của Đại Ca Diếp. Tôn giả nói, tôi chẳng thấy tự thân và ngã sở. Vô Ý Đức nói, phải nên thấy tất cả pháp như vậy, vì không có ngã và ngã sở vậy. Lúc Vô Ý Đức nói pháp ấy, Tôn giả Tu Bồ Đề lòng rất vui mừng, mà nói với Vô Ý Đức rằng, có khéo được lợi lành mà hay thành tựu biện tại ấy. Vô Ý Đức nói, thưa Ngài Tu Bồ Đề, pháp có được, có chẳng được mà có thể cầu ư? Sao Ngài bảo tôi khéo được biện tài, tôi có biện tiết này? Nếu tôi nói không có chỗ hiểu biết hoặc nội hoặc ngoại, thì là có biện tài. Tôn giả hỏi, cô chứng được gì? Đắc pháp gì mà có diệu biện như vậy? Vô Ý Đức nói, vì chẳng tự biết, vì chẳng từ người mà biết, chẳng thấy có tướng sai khác về pháp thiện, pháp bất thiện, biết pháp như vậy, chẳng thấy nhiễm tịnh, hữu lậu, vô lậu, hữu vi vô vi, thế gian xuất thế gian, và pháp phàm phu, vì pháp thể ấy chẳng thể thấy vậy, là Phật pháp mà đắc Phật pháp, chẳng thấy Phật pháp. Thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu không chỗ biết thấy như vậy thì có biện tài này. Tôn giả hỏi, thế nào là biện tài? Vô Ý Đức nói, thưa Ngài Tu Bồ Đề, như chỗ sở đắc tịch diệt của Ngài.
Vô ý đức nói với tôn giả Tu Bồ Đề. Như pháp thể ấy không nghe không được mà có chỗ nói. Vô ý đức hỏi tôn giả Tu Bồ Đề. Thưa ngài Tu Bồ Đề, pháp thể trụ được chăng? Là có thể tăng giảm chăng mà có biện tài như vậy? Tôn giả nói, nếu chứng vô lậu và pháp không có sai biệt, không có biện tuyết, vì pháp không có sai biệt, không có biện tuyết, vì pháp thể ấy chẳng thể nói được vậy. Vô ý đức nói, thưa ngài Tu Bồ Đề, ở nơi tất cả pháp sao ngài lại sinh niệm rằng được lợi lành, được biện tài như vậy? Tôn giả Tu Bồ Đề nói, có do biện tài mà nói hay chẳng được biện tài mà nói? Vô ý đức nói, thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài có tin lời Đức Phật dạy tất cả các pháp như âm hưởng chăng? Tôn giả nói, tôi tin sự ấy. Vô ý đức nói, âm hưởng ấy là có hay không có biện tài? Tôn giả nói, do nơi nội thanh mà có ngoại tưởng. Vô ý đức nói, thưa ngài Tu Bồ Đề, do vì có thanh mà có hưởng ấy mà có thì là tánh tướng gì? Nhưng hưởng ấy không có tánh tướng, vì sao? Vì nếu có chuyên sinh, thì hưởng ấy không có nghĩa sinh. Tôn giả nói, tất cả pháp chuyên sinh. Vô ý đức nói, thưa ngài Tu Bồ Đề, tất cả pháp tệ tánh chẳng sinh. Tôn giả nói, nếu tất cả pháp tệ tánh cứu cánh không có như vậy, sao Đức Như Lai dạy rằng, hằng hà sa chư Phật sẽ thành chánh giác? Vô ý đức nói, thưa ngài Tu Bồ Đề, pháp giới là có thể sinh được chăng? Tôn giả nói, chẳng thể sinh được. Vô ý đức nói, tất cả chư Phật Như Lai đều là pháp giới tánh tướng. Tôn giả nói, chẳng thấy tất cả pháp giới vậy. Vô ý đức nói, bao nhiêu lời được nói, ngôn ngữ vô tánh mà nói hằng hà sa chư Phật sẽ thành chánh giác, lời nói này có nghĩa gì? Vì sao? Vì pháp giới bất sinh, bất diệt, nên tất cả thuyết chẳng phải thuyết, vì cứu cánh thanh tịnh vậy, vì kia chẳng phải sự chẳng thể giảng thuyết được, rời lìa nơi thực tế. Tôn giả Tu Bồ Đề nói, rất lạ, vô ý đức là cô gái tài gia, mà hay thiện xảo thuyết pháp là có biện tài vô tận như vậy. Vô ý đức nói, thưa ngài Tu Bồ Đề, các Bồ Tát không có dự lấy hay chẳng dự lấy, nghe hay chẳng nghe, hoặc tài gia hoặc xuất gia mà có biện tài. Vì sao? Vì tâm thanh tịnh vậy. Do tâm tịnh nên trí hiển, do trí hiển nên hiểu biện tài. Vô ý đức bảo tôn giả Tu Bồ Đề rằng, này nên khéo nói hạnh của Bồ Tát. Tôn giả nói, cô nói đi, tôi lắng nghe. Vô ý đức nói, Bồ Tát thành tựu tám thứ pháp hạnh, nên chẳng được nói là tại gia xuất gia. Những gì là tám? Một, Bồ Tát được tâm thanh tịnh quyết định tin Bồ Đề. Hai, Bồ Tát thành tựu đại từ đại bi nên chẳng bỏ chúng sinh. Ba, vì thành tựu đại từ bi nên thiện xảo tất cả sự thế gian. Bốn, hay xả bỏ thân mạng chi phần và thành tựu phương tiện thiện xảo. Năm, thiện xảo vô lượng phát nguyện. Sáu, thành tựu bất nhã ba la mật đa, hạnh vì sẽ lìa tất cả kiến chấp. Bảy, đại dụng mạnh tinh tấn việc tu các thiện nghiệp mà không chán đủ vậy. Tám, được vô ngại trí vì được vô sinh pháp nhẫn vậy. Thưa ngài Tu Bồ Đề, các Bồ Tát do thành tựu tám pháp như vậy nên chẳng được gọi là tại gia hay xuất gia. Tùy theo oai nghi nào, cũng an trụ trong Bồ Đề không hề chướng ngại. Bây giờ tôn giả La Hầu La bảo vô ý đức rằng, lời nói ấy là giảng thuyết bất tịnh, cô mang quốc báu ngồi tòa cao mà luận nghị qua lại cùng các đại thanh văn. Cô lẽ nào chẳng nghe Đức Phật dạy rằng, là người bất tịnh thì chẳng được thuyết pháp và cũng chẳng được thuyết pháp cho người ngồi tòa cao ư? Vô ý đức nói, thưa ngài La Hầu La, ngài có thật biết tịnh và bất tịnh chăng? Thưa ngài La Hầu La, thế gian này là tịnh chăng? Tôn giả nói, không tịnh chẳng tịnh. Vô ý đức nói, Như Lai chế giới theo đó mà tọ hành, rồi phạm giới, đó là tịnh và bất tịnh. Nếu là có người chẳng phạm giới, đó là chẳng phải tịnh và bất tịnh. Thưa ngài La Hầu La, thôi đi chớ nói, do có nói như vậy. Nếu người ư như thuyết pháp y như chế giới mà tu hành, thì người ấy nói bất tịnh. Nhưng vì người ấy chứng được pháp vô lậu, thì người ấy không có phạm
và chẳng phạm, nên cũng không có tịnh bất tịnh và không có tịnh bất tịnh và bất tịnh. Vì sao? Vì chư đại thanh văn đã vượt qua các văn thuyết pháp của bậc hữu học đến trong ba cõi, nên vì họ thuyết pháp, vì họ chế giới. Như các đại thanh văn ấy đã vượt qua ba cõi, giờ đây nên nói qua hay chẳng qua ba cõi. Do vì họ chẳng biết được giới, nên nói tịnh và bất tịnh. Như hư không chỉ có chẳng thuyết duy trí lực thấy biết, thế nên được nói tịnh và bất tịnh. Tôn giả La Hầu La hỏi, tịnh và bất tịnh có sai biệt gì? Vô Ý Đức nói, với như vàng thật rời lìa hẳn cấu uế, làm những đồ trang sức, và chẳng làm, màu sắc vàng thật có sai biệt gì? Tôn giả nói, không có sai biệt. Vô Ý Đức nói, tịnh cũng bất tịnh cho có văn tự thuyết pháp, để làm sai biệt mà không có sai biệt gì khác. Vì sao? Vì tất cả pháp tánh lìa tất cả cấu uế, không nhiễm, không trước vậy. Thưa Ngài La Hầu La, người ngồi tòa cao rộng, chẳng nên thuyết pháp. Bồ Tát ngồi tòa trải, có hơn người ngồi tòa cao hơn cả đại thanh văn ngồi tại Phạm Thiên. Tôn giả nói, cô nói vậy là có nghĩa gì? Vô Ý Đức nói, thưa Ngài La Vân, Ngài có thấy Bồ Tát ngồi trên tòa gì mà thành vô thượng Bồ Đề chăng? Tôn giả nói, ngồi trên tòa cỏ. Vô Ý Đức nói, Bồ Tát ngồi tòa cỏ mà trong đại thiên thế giới, tất cả Phạm Thiên, Đế Thích Tứ Thiên Vương, cùng chư thiên tử cho đến trời sắc cứu cánh, đều đến lệnh lễ chắp tay, lại ngang chân Bồ Tát. Tôn giả nói, đúng như vậy. Vô Ý Đức nói, do thành tựu pháp như vậy mà Bồ Tát ngồi tòa cỏ, hơn người ngồi tòa cao rộng lớn, hơn đại thanh văn ở tại Phạm Thiên. Vua Xà Thế bảo Vô Ý Đức rằng, con lẽ nào chẳng biết Tôn giả La Hầu La đây là con trai của Đức Thích Ca Như Lai, ở trong hàng học giới là tối đệ nhất ư? Vô Ý Đức nói, phụ vương chớ nói như vậy. Phụ vương có thấy nghe sư tử chúa sinh con là chồn hoang chăng? Vua nói, không hề thấy. Vô Ý Đức nói, phụ vương có thấy có nghe chuyện Luân Thánh Vương lễ kính các tiểu vương chăng? Vua nói, không có. Vô Ý Đức nói, đúng vậy, Như Lai sư tử vương chuyển đại pháp luân chư thanh văn cung kính vây quanh. Nếu y chánh pháp thì ai là chân tử của Đức Như Lai, thì nên đáp rằng chính là các Bồ Tát. Vì thế chẳng nên nói Đức Như Lai có con hay Đức Như Lai không con. Nếu nói Đức Như Lai có chân tử, thì nên nói ai phát tâm vô thượng Bồ Đề là chân tử của Như Lai. Lúc nói pháp trên đây, trong cung vua A Xà Thế, có 20,000 nữ nhân phát tâm Bồ Đề, 20,000 thiên tử đầy đủ pháp ấy. Nghe Vô Ý Đức sư tử hống rồi, để phát tâm Bồ Đề. Vua A Xà Thế lại nói, đây là con trai của chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại lìa hẳn phiền não học giới thanh văn. Thế nào chẳng phải chân tử? Chư thiên vì cúng dường Vô Ý Đức, nên rải hoa lên Đức Phật khắp thành vương xá. Bây giờ, Vô Ý Đức rời tòa ngồi đến lễ kính các đại thanh văn, rồi dâng cúng các thực phẩm đúng như pháp. Cúng dường xong, Vô Ý Đức bạch rằng, chẳng biết chư tôn giả đại thanh văn cớ chi sáng sớm rời xa Đức Phật mà đến chốn này. Phải nên nghe Đức Phật thuyết pháp rồi sẽ đi khất thực. Chư tôn giả về đi, trong giây lát đây tôi sẽ đến chỗ Đức Phật. Vô Ý Đức cùng phổ vương A Xà Thế và vương mẫu, vô lượng dân chúng vây quanh ra khỏi thành đến chỗ Đức Phật, cùng đảnh lễ chân Phật rồi ngồi một bên. Các thanh văn ấy cùng đến lễ chân Phật rồi ngồi qua một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất tác lễ bạch rằng, bạch Thế Tôn, Vô Ý Đức cô gái nhỏ ở đây rất kỳ lạ, được phước lợi rất lớn. Đức Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Vô Ý Đức đây đã ở nơi 90 ức Phật quá khứ phát tâm Bồ Đề vun trồng căn lành để cầu vô thượng Phật đạo. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng, bạch Thế Tôn, Vô Ý Đức đây có thể chuyển thân nữ ấy chăng? Đức Phật dạy, này Xá Lợi Phất, ông thấy Vô Ý Đức là nữ nhân ư? Ông chớ có thấy như vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát này phát nguyện lực mà thể hiện thân nữ nhân để độ chúng sinh. Vô Ý Đức phát thệ rằng, nếu tất cả pháp chân thật chẳng phải nam chẳng phải nữ, thì khiến
Nay tôi hiện thân trượng phu cho tất cả đại chúng được thấy. Thề xong, liền diệt tướng nữ hiện thân trượng phu, bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, rồi dừng lại ở tại đó không xuống. Đức Phật dạy, nay Xá Lợi Phất, ông có thấy Bồ Tát Vô Ý Đức trụ tại hư không chẳng xuống ấy chăng? Tôn giả bạch, bạch Thế Tôn, con đã thấy. Đức Phật dạy, nay Xá Lợi Phất, Bồ Tát Vô Ý Đức này trải qua 7.000 A Tăng Kỳ kiếp được thành chánh giác, hiệu ly cấu Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, thế giới tên Quang Minh. Đức Phật ấy thọ trăm kiếp, chánh pháp trụ thế 10 kiếp, thuần Bồ Tát tăng 3 vạn không thoái chuyển Bồ Tát. Thế giới ấy đất bằng lưu ly thanh tịnh, đường xá 8 hướng trang nghiêm, phủ bởi hoa sen báu, không có tên các ác đạo trời người, đông đầy thọ diệu lạc. Và thắng pháp như vị, và thắng pháp vị như trời đấu xuất. Mẹ của Vô Ý Đức là Nguyệt Quang Phu Nhân cùng với A Xà Thế đồng chấp tay hướng Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con được đại lợi, 9 tháng hoài thai người con này. Nay đại sư tự hống như vậy, nay tôi đem căn lành ấy hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Sau này tại thế giới quang minh của Phật Ly Khấu, con sẽ thành đạo vô thượng chánh chân, chánh giác. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, Nguyệt Quang Phu Nhân đây sau khi xả thân người, sẽ sinh làm thiên tử trời đạo lợi, hiệu là Quang Minh Tăng Thượng. Lúc Phật Di Lặc xuất thế, sẽ là con trai lớn của đại vương thời ấy. Cúng dường Phật Di Lặc rồi xuất gia, hay ghi nhớ thọ trì tất cả pháp của Phật Di Lặc tuyên thuyết. Từ đó tuần tự gặp chư Phật hiền kiếp và đều cúng dường. Đến thời kỳ Phật Ly Cấu xuất thế, sẽ hiện thân làm đại vương, hiệu Trì Địa, có đủ 7 báu cúng dường Đức Ly Cấu Như Lai. Sau đó thành Phật hiệu Biến Quang Như Lai, ứng cúng đặng chánh giác, thành tựu thế giới trang nghiêm như thế giới quang minh của Phật Ly Cấu. Nghe Đức Phật thọ ký, Nguyệt Quang Phu Nhân vui mừng hớn hở, liền cởi cho báu anh lạc giá trị 100.000 lượng vàng dâng lên cúng dường Đức Phật, xin phép vua A Xà Thế, rồi xuất gia thọ đủ 500 chánh giới tu tập phạm hạnh. Bồ Tát Vô Ý Đức ở trước Đức Phật bạch rằng: Do nhân duyên xuất thệ nguyện này, khiến tòa vị lai lúc con thành Phật, chúng Bồ Tát đều mặc pháp phục, tất cả hóa sinh. Nếu thệ nguyện trên đây không hư dối, thì khiến nay con sẽ hiện thân như niên thiếu tỳ kheo tám lạp. Phát nguyện xong, Bồ Tát Vô Ý Đức liền hiện thân mặc pháp phục thành tỳ kheo đầy đủ oai nghi. Vô Ý Đức Bồ Tát nói với Phụ Vương A Xà Thế rằng: Tâu Phụ Vương, tất cả các pháp đều như vậy, tức thì bỗng hóa sinh tướng, rồi các tướng được phân biệt sinh khởi, không các điên đảo. Tâu Phụ Vương, lại liền bây giờ, hiện trở lại thân nữ nhân, Phụ Vương có thấy chăng? Vua nói: Đã thấy, nhưng ta chẳng phải do tướng sắc thân để thấy. Nay ta thấy hiện thân tỳ kheo, rồi lại thấy thân nữ nhân trở lại. Đức Phật hỏi vua: Này đại vương, thân nào là thật? Đại vương phải nên học như vậy an trụ chánh kiến đối với tất cả pháp. Các chúng sinh vì bị phiền não thiêu đốt nên chẳng đạt pháp lực, vì chẳng đạt nên chẳng phải chỗ nghi mà sinh lòng nghi hối, phải nên thường thân cận Như Lai và đồng tử Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vì do sức oai đức của Bồ Tát ấy mà khiến cho đại vương được nhận sự hối quá. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Này A Nan, ông tọa trì pháp môn Bồ Tát Vô Ý Đức thọ ký này đọc tụng chớ quên. Này A Nan, nó có thiện nam, thiện nữ, đầy đủ 7 báu, đem cúng thế chư Phật Như Lai đầy khắp đại thiên thế giới, được công đức không bằng có người. Hay thọ trì một câu một kệ pháp môn này, huống là người thọ trì đủ, hoặc đọc hoặc tụng rộng về người giảng nói, và như pháp tu hành. Đức Phật Thế Tôn nói kinh này rồi, Phu Nhân Nguyệt Quang, mẹ của Vô Ý Đức, cùng chúng trời rồng Atula, nghe Đức Phật dạy xong, đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành. Kinh Đại Bảo Tích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đời thường của chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.